Chibu đã chịu commit trở lại hát live mà mượt như trong phòng thu khiến ai cũng ngỡ ngàng đến bật ngửa. Sau nhiều lần gây tranh cãi vì giọng hát còn nhiều khuyết điểm, Chibu bất ngờ trở lại với ánh đèn sân khấu và khoe giọng hát cực mượt. Tuy nhiên, phần trình diễn của cô nàng vẫn nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Chibu đã chính thức trở lại sân khấu sau thời gian dài sang Mỹ. Người đẹp xuất hiện táo bạo trong chiếc váy cúp ngực, khoe trọn thân hình chuẩn mực. Sự đồng ý kiến được bày tỏ sự trầm trồ và khen ngợi cho nhan sắc cực phẩm của mỹ nhân Hà Thành. Đáng chú ý, khả năng hát live của Chibu cũng ngay lập tức chiếm trọn spotlight trên cõi mạng. Thay vì những lần hụt hơi và hát trên vô, tại sự kiện lần này, nữ ca sĩ lại live khá tiến bộ. Cô nàng không chỉ hát mà còn nhảy hết mình giúp bầu không khí thêm sôi động. Bên cạnh các ý kiến cho rằng Chibu đã thực sự hát tốt hơn, có kỹ thuật hơn trên sân khấu lần này, không ít ý kiến lại phê bình cô nàng không thực sự hát live mà chỉ hát đè hay thậm chí là hát nhép, bởi lẽ người đẹp cũng từng bị lộ việc hát nhép tại nhiều sự kiện. Bắt đầu nổi tiếng từ việc làm mẫu ảnh và ghi dấu ấn khi trở thành diễn viên, Chibu bất ngờ tuyên bố sẽ lấn sân sang lĩnh vực ca hát vào tháng 10 năm 2017. Từ đây, người đẹp liên tục nhận về nhiều chỉ trích không chỉ từ cộng đồng mạng mà còn từ đồng nghiệp. Bất chấp lời chê khen, Chibu vẫn kiên trì mang lại những sản phẩm âm nhạc có đầu tư về mặt hình ảnh, giai điệu bắt tai. Rất nhanh chóng, những ca khúc của cô nàng đã trở nên viral. Tuy nhiên, dù đầu tư cho từng đứa con tinh thần, thì khả năng hát live của mỹ nhân 9X luôn là đề tài bàn tán xôn xao mỗi khi cô nàng trình diễn tại các sự kiện lớn nhỏ. Đáng chú ý, trong danh sách các sao Việt trình diễn tại sân khấu quốc tế, thì Chibu lại nằm trong số ít nghệ sĩ bị chê bai. Với giọng hát gây ra nhiều tranh cãi, khán giả lại chẳng mấy kỳ vọng về sự thể hiện của cô trước bạn bè quốc tế. Cuối năm 2020, tại sự kiện Double Happiness Winter Wonder Festival, Chibu mang đến hai ca khúc Mơ Anh và Talk To Me. Ngoại hình thu hút cùng khả năng vũ đạo của cô được đánh giá rất cao. Tuy vậy, một số khán giả cho rằng, dù đã ghi hình và thu âm từ trước, nhưng tiết mục vẫn chẳng như mong đợi. Chibu cũng từng thử sức ở một vai trò mới. Cô nàng đã chính thức tham chiến một cuộc thi nhảy với sự góp mặt của các ngôi sao đình đám như Khay Trần, Trọng Hiếu và Bảo Anh. Với vai trò mới lần này, hot girl Hà Thành được kỳ vọng sẽ làm tốt và thành công trong việc đem lại những màn trình diễn mãn nhãn. Trước đó, Hương Tràm cũng từng đăng dòng trạng thái đá xoáy sản phẩm âm nhạc đầu tay của Chibu trên trang cá nhân của mình. Giọng ca Em Gái Mưa cũng tỏ thái độ bức xúc trước danh xưng ca sĩ dành cho người đẹp Hà Thành. Cụ thể, Hương Tràm cho biết cảm thấy bị xúc phạm khi nghề nghiệp bị đem ra để cố gắng kiếm tiền, bất chấp có hát được hay không. Sự kiện Chibu đi hát lẽ ra sẽ không ồn ào đến như vậy nếu dư luận và đồng nghiệp không liên tục chê bai khả năng hát của cô. Không chỉ riêng Hương Tràm, mỗi lần Chibu xuất hiện cùng giọng hát còn thu hút sự quan tâm của những tên tuổi nổi tiếng như Tốc Tiên hoặc những người được ý kiến trong bài phỏng vấn như Yên Linh và Thanh Lam. Dù không thực sự xuất sắc trong lĩnh vực ca hát, song không thể phủ nhận Chibu vẫn là cái tên hot hòn họt và được quan tâm nhất nhì Vbiz. Đặc biệt, việc mỹ nhân 9X này chăm chỉ thử sức mình ở nhiều vai trò khác nhau cũng giúp cô cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Đoạn clip Chibu hát live trong sự kiện vẫn nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi có người cho rằng cô nàng đã tiến bộ hơn, trình diễn đẹp mắt và cuốn hút, thì cũng không ít người còn khuyên Chibu nên cố gắng hơn nữa để cải thiện khả năng hát live của mình. Còn bạn nghĩ thế nào về phần trình diễn của Chibu? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.